Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là LXI nha các bạn. Thì con này được chạy trên nền tảng của Solana các bạn. Thì dự án Solana là cái mạng rất là hot các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot này. Rồi các bạn bấm vào đây lướt captcha nha các bạn. Ôi. Rồi các bạn nhấp vào, tôi cũng phải là người máy này các bạn. Vui lòng nhấp vào, hình ảnh có chứa một chiếc xe đạp, các bạn nhấp vào các bạn. Rồi bấm nút tiếp theo các bạn. Xe đạp. Rồi bấm submit nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn nút chat. Rồi bấm từ son này đáp nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh kinh gấp nè. Rồi các bạn bắt đáp nè, các bạn xuống tiếp. Tiếp tục thì follow tờ Twitter nè. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp nè. Tiếp tục like và retweet tăng 3 người bạn nè. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tờ tweet nè. Tăng 3 người bạn nè, tờ tweet lên nè. Rồi các bạn follow minimum nè các bạn. Rồi trên minimum thì các bạn follow các bạn. Xuống đây các bạn vô tay nó vài cái luôn đi các bạn. Con này tổng cung nó có một triệu tốc cần, rất là khá là ngon luôn các bạn. Rồi bạn bấm vào submit đi tên các bạn. Rồi bạn bấm email cho net. Rồi tiếp tục submit đường link profile tại Twitter các bạn. Hy vọng về con này khá là ngon nha các bạn. Rồi nhấp vào avatar, nhấp vào hồ sơ nè. Nhấp ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot. Rồi tiếp tục các bạn submit link retweet tăng 3 người bạn thì bạn mở Twitter tới các bạn ra nè. Các bạn chia sẻ cái bài này nè. Sao chép liên kết gửi lại cho bot. Rồi tiếp tục submit đường link profile minimum thì các bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Rồi trên minimum thì các bạn nhấp vào ba chiếc quạt đen nè các bạn. Rồi nhấp vào avatar mình nha các bạn. Rồi nhấp vào avatar mình cái nữa nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái cùng nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Là cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn submit địa chỉ với Solana Wallet thì các bạn nhấp vô đây nha các bạn. Bạn nào chưa có ví thì các bạn tạo ví các bạn. Rồi bấm ok nè. Rồi bạn đăng nhập mật khẩu mình vào nha các bạn. Rồi bấm unlock. Rồi các bạn nhấp vào đây nè, các bạn reset nè, các bạn copy địa chỉ với Son mình nè các bạn. Rồi gửi lại cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm balance để check số cần mình kiếm được nè các bạn. Dự án này nó không kêu mình áp con chắc thì mình khoan áp các bạn, để các bạn áp vào mất tốn khi ra rồi mất gỡ ra nó tùm lum lằng quằng lắm. Rồi sau này mà có thông tin gì mình sẽ cập nhật sau cho các bạn nha. Vậy video mình đây em kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.